Ui ui em kia xinh ấy. Đi xem mèo không em ạ? Không không, các em gái đừng nghĩ xem mèo là xem mèo, mà thật ra xem mèo là xem mèo. Mèo của em, một cách gã đầy tinh tế và đáng yêu của người Nhật Bản. Có thể bây giờ bạn mới biết, nếu tháng 11 đen tối là ác mộng của anh em, thì chắc chắn Nhật Bản chính là thiên đường. Đất nước mặt trời mọc được coi là cái nôi của nghệ thuật phim ảnh giáo dục giới tính của châu Á, xứng đáng cho anh em ta khăn gói sách vở sang học hỏi. Nếu như ở Mỹ nổi tiếng với Netflix and Chill được các cháu áp dụng triệt để vào Tinder, ở Hàn thì rủ nhau ở lại nhà ăn mì, còn ở Nhật thì chúng mình rủ nhau xem mèo. Không biết nguồn cơn của những câu gạ gẫm này từ đâu, nhưng tôi xin mạn phép được suy đoán đó là do tình yêu mèo mãnh liệt của người Nhật. Chẳng vậy mà trong những bộ phim Nhật Bản, ta thường hay bắt gặp những cảnh cosplay của những cô mèo quyến rũ và đáng yêu. Nói nghiêm túc thì mỗi đất nước vẫn có một bộ từ lóng riêng. Chỉ có tìm hiểu thật nhiều hoặc sinh sống tại đây thì mới có thể tự mình trải nghiệm hết cái hay, cái thú từ ngôn ngữ của đất nước đó. Không còn khô khan như trên sách vở, tin rằng những bạn du học sinh, thực tập sinh Nhật Bản khi trở về nước thì bên cạnh vốn sống và ứng xử phong phú, còn có kho ngoại ngữ sống cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Từ đó cơ hội thăng tiến cũng rộng mở hơn trong sự nghiệp lâu dài. Quay lại chủ đề gạ, từ giờ các ông đừng có rủ dê con gái là người ta kiểu thô thiển thằng toẹt như thế nữa. Hay nắm lấy tay cô ấy, vuốt tóc cô ấy và nhẹ nhàng nói: "Kéo quần lên đi em. Điều anh muốn thấy là nụ cười của em. Mình đi xem mèo nhé."